chào bạn. Hôm nay mình sẽ làm một thí nghiệm chiếc xe tải 30 tấn thử gắn qua 50 hộp, 50 cái bật lửa thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhé bạn. Trước mắt mình là một chiếc xe tải thì nó đang chở đầy keo nhé bạn. Tải trọng keo trên xe bây giờ rất là đầy thùng, 22 tấn, cùng với xác xe này 9 tháng 4 nữa. Chiếc xe này 9 tháng 4 vì nó đã đổ lại nhiều bộ phận. Hiện nay mình đang cầm đây là một hộp 50 cái bật lửa nha bạn. Mình sẽ mở ra cho bạn xem. Năm bật lửa nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 x 5 là 50 nha các bạn. Bật lửa còn mới nguyên. À, chưa khui này đó các bạn ơi. Lửa còn dán tem nha các bạn. Đây, còn lửa còn mới nguyên nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử xem chiếc xe tải 30 tấn cắn qua 50 cái hộp, 50 cái bật lửa thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra nha các bạn. Nào, xin mời các bạn cùng theo. Nhớ đỡ xe lưu lại, nhớ bất giờ đỡ xe lưu lại, đỡ xe lưu lại. Vẫn chưa nổ hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chiếc xe nó lưu lại. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Là nổi rồi các bạn.